Ô anh ơi, em Ơi, chưa thấy cái con la răng này bao giờ. la răng con này á? Vâng. Con này nói chung là ít xuất hiện trên thị trường, các em không biết được. Sao đây là Con này la nó, con này la răng nó giống như kiểu của gọi là Lexus. Lexus, thế xe sang, thế Lexus. con này xe đắt tiền à? Không, con này rẻ, con này bây giờ có hơn 200 thôi. Xe Hơn gì? 200. Xe gì đây anh? Đây là em Cruise phiên bản mới nha. Phiên bản mới. Nó có xi nhan gương này. Nếu mà cái dòng này mà đời này ấy, thì nó sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là nó không có xi nhan gương, không có ABS, nhưng con này thì nó là phiên bản mới rồi. Đấy, nó có hết rồi. Thế tức là form cũ nhưng mà nó nâng lên những cái tính năng cao cấp hơn Không đúng phải không? nâng mà là cuối 2014 nó đã là cái phiên bản này rồi. À, có Lên xi nhan 2015 có gương, phiên bản có xi nhan gương này. có phanh Đấy. ABS trong vô cứng bốn Có bánh phanh đúng không? ABS 4 bánh. Ờ, Đấy. đúng rồi. Phanh Cái ABS 4 sơn bánh, màu đỏ đẹp sơn đỏ nhỉ. đẹp. Đấy, trong này thì Không, có cả ấy này. Đây. Đèn pha tự động à, này. đèn auto, Điều hòa tự động luôn. điều hòa tự động, Đấy. Màn này màn Android đứng luôn nhá, màn này đắt tiền. màn to Cam hành nhở. trình đầy đủ luôn, cam xịn này. Đấy. Ôi trần còn ni lông anh ạ, Trần bọc ni lông ghế da. ghế Zin da luôn, mới, đấy, căng số mọng. sàn 5D. Đấy. Đây Gương em kính điện hết. thấy cái phần chân côn chân phanh nó còn rất là dày luôn này, Đẹp luôn, quá đẹp luôn cho anh em mình luôn. Đẹp. Đây. tắp đi tắp Đây. lô đẹp. Nhìn này. Ôi giời, còn nguyên quệt màu Đấy, quệt sơn của nhà máy Tabli thì đẹp rồi. Tắp lô quá sợ đẹp rồi. cứng nhỉ. Em xem nốt cái phía dưới này nào. Form đẹp. Đây. Đấy, phía sau đây. Ô ghế này thì sẵn rồi nhỉ, sẵn đi rồi. Con này về chẳng làm gì cả, máy 1.6 về chỉ đổ xăng đi thôi. Đấy. Sedan phân khúc Sedan hạng hai C đầu. Đây máy đây cho xem luôn. đâu, quay máy số thì các bác, quan trọng nhất là cái Rồi, máy. máy mới nhá. Máy mới này, ETEC Máy 2. ETEC Máy mới và máy vẫn là máy zin. còn quẹt màu Máy đầy đủ luôn zin này, luôn. Em này thì .6, nước làm mát là nước màu này. Đấy, bình đây, quá bình đẹp sạch luôn. nhỉ. Này giờ rẻ lắm, con này giờ có 265 triệu. Vừa anh bảo là đời bao nhiêu? 24 phiên bản mới. 265 triệu. Đấy, trên này còn có cả cái cảm biến này. Đấy, nó kêu chít 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 vào đây và cái này là dùng năng lượng. Cái này là ví dụ mình đi là nó hiện số à? Không, Hiện con km à? cái này là khi mình lùi lùi sát xuống thì nó sẽ có những cái mắt cảm biến này, nó sẽ cảm biến và nó báo lên đấy. À, xịn Báo lên xò thế đấy. nhỉ? Và độ thêm cái này. Cản sau. Độ thêm cái cản Biển lipo này. 20 Thái Nguyên. Đấy. Ui, Úp xe này cái phần mới rộng về rồi. sao anh sao bẩn thế? À, ừ, con này thì mới về nên vẫn còn lá đây. Đấy. Rồi, bác chủ Mới về. lòng cốt Nếu zin. mà anh em nào mà mua là Xem xe nhìn mộc. là xem xe mộc luôn. Xem xe Đấy, mộc. xịn sò luôn. Cũng phủ các lốp đầy Quá đủ. ngon lành luôn rồi. Để máng nước đẹp, Đẹp keo luôn. chỉ. Đây lỗ này, lỗ thoát nước này nhìn được vuông nét luôn. Đúng nhỉ, tính Đúng xe rồi. đấy. 265 thôi nhá, nếu anh em là quan tâm thì nhanh tay. Đấy, để dinh em này về 265 triệu.